Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nói về đòn bẩy ngân hàng trong bất động sản và những điều cần lưu ý. Thì tôi là Nguyễn Trường An, hiện đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là tư vấn bất động sản. Đó thì trong quá trình làm nghề như vậy thì tôi đã tư vấn hỗ trợ rất là nhiều khách hàng của tôi vay ngân hàng để mua bất động sản. Thì tôi thấy là các vị khách hàng của tôi sẽ có một số anh chị là không thích vay ngân hàng, hoặc là một số khác thì lại có ác cảm với ngân hàng. Những người không thích vay ngân hàng bởi vì họ chưa cái rõ về cái quy trình, không có biết là cái việc vay ngân hàng này nó sẽ như thế nào, lãi suất là làm sao, hoặc là sợ về áp lực tài chính. Còn những người mà có ác cảm với việc vay ngân hàng là nói là thôi anh không chơi với ngân hàng đâu, thì là những người đã từng vay ngân hàng rồi và có thể là bị lãi suất nặng quá, hoặc là đôi khi là bị phát sinh những cái chi phí, bị trả phạt trước hạn nhiều tiền, hoặc là kể cả cái việc làm cái dịch vụ hỗ trợ của cái ngân hàng đó đối với người khách hàng đó của tôi không được ok, thì cảm thấy bị ác cảm và không thích cái việc vay. Thì thật sự ngân hàng là một cái công cụ giúp cho mình là sở hữu tài sản bất động sản một cách kịp thời, đúng thời điểm, bởi vì chúng ta cũng biết là bất động sản luôn luôn tăng giá và cái giá trị của nó luôn luôn thay đổi theo thời gian. Nếu chúng ta chờ đủ tiền mới mua thì cái thời điểm quan trọng nhất và thuận lợi nhất nó đã qua rồi đó. Thì chúng ta nên sử dụng ngân hàng để chúng ta sở hữu kịp thời. Thứ hai nữa là cái gia tăng, chúng ta có thể được gia tăng tỷ lệ lợi nhuận, bởi vì thay vì chúng ta cần huy động tất cả các nguồn lực hoặc chuẩn bị đủ tiền để mua một cái bất động sản tốt thì lúc đó nó lại lỡ thời cơ đi. Nhưng nếu chúng ta sử dụng ngân hàng, chúng ta mua được một cái tài sản đẹp, bán lại lời cao á, mà chúng ta chia sẻ với ngân hàng một phần nào đó lợi nhuận thì đó đều là bình thường. Nhưng mà nhờ có ngân hàng chúng ta mới sở hữu được và có được cái lợi nhuận đó, đúng không? Đó, sử dụng tiền của người khác là một cái phương pháp thông minh. Thì tất cả mọi người cũng biết là những người mà làm việc kinh doanh hoặc là làm ăn giỏi ở trên thế giới này thì đều sử dụng vay ngân hàng, và thường họ nợ ngân hàng rất nhiều và ngân hàng phải sợ họ luôn, chứ không phải là họ sợ về ngân hàng đâu. Và thứ tư chính là cái độ tín nhiệm của mình khi mình vay ngân hàng nó sẽ cao hơn những người bình thường. Nghĩa là khi chúng ta làm một cái hợp đồng tín dụng vay ngân hàng, chúng ta chi trả một cách nó đều đặn đó, nó đúng thời gian, thì cái độ tín nhiệm, người ta gọi là độ tín nhiệm tín dụng của chúng ta đã được xác lập. Và thứ hai nữa, chúng ta đã có mối quan hệ với những cái người nhân viên tín dụng của mình, họ sẽ hỗ trợ mình trong những cái việc khác. Ví dụ sau này chúng ta cần vay để làm kinh doanh thì chúng ta cũng đã có được cái độ tín nhiệm rồi, và cái việc mình được duyệt vay, được thẩm định vay nó sẽ nhanh hơn, đôi khi là cái số tiền mình cần vay nó sẽ được cao hơn những người khác chưa bao giờ vay ngân hàng đó. Thì như vậy thì cái việc vay ngân hàng chúng ta cần phải lưu ý những điều gì đây? Thứ nhất chính là cái quy trình vay. Quy trình vay đơn giản là cái việc mình mua một bất động sản, chúng ta xác định là số tiền mình còn thiếu là gì, chúng ta cần phải vay để chúng ta thanh toán cho chủ đầu tư. Thì cái việc xác định là mình có đủ cái khả năng chi trả cái việc khoản vay đó hay không, gọi là thẩm định thu nhập. Ví dụ như chúng ta muốn vay 70% và mỗi tháng chúng ta phải chi trả khoảng 20 triệu tiền gốc và lãi, thì thu nhập thực tế của mình nó có đủ để chi trả 20 triệu đó hay không? Nếu mà đủ khả năng chi trả, có nghĩa là nó thông thường nó chiếm khoảng 50% thu nhập một tháng của một gia đình đó, thì chúng ta sẽ gọi là đủ khả năng chi trả và được cho vay full 70%. Còn nếu như chúng ta không đủ khả năng chi trả thì chúng ta sẽ được vay ít hơn, đơn giản vậy thôi. Và cái việc thẩm định thu nhập này sẽ thẩm định qua cái việc thu nhập của mình qua chuyển phát ngân hàng, hoặc là công việc kinh doanh của mình sẽ có một chuyên viên thẩm định ngân hàng làm cái việc này cho mình và sẽ cho mình câu trả lời là mình được vay bao nhiêu phần trăm. Và thứ hai nữa, chúng ta phải có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo đó chính là cái căn hộ mình mua nè, hoặc là cái nhà phố mình mua, và chúng ta phải là người sở hữu hợp pháp của nó. Có nghĩa là chúng ta là người đứng tên trên hợp đồng mua bán, hoặc là khi chúng ta mua nhà có sổ thì cái sổ đó là mình là người cầm sổ đó, mình được sang tên trên sổ thì gọi là cái tài sản đảm bảo, nó hợp pháp. Thứ ba nữa chính là cái việc mình phải ký kết với ngân hàng một cái hợp đồng tín dụng. Và thứ tư chính là cái việc mình chi trả định kỳ hàng tháng cho bên ngân hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các vấn đề cần lưu ý khác. Một là chúng ta sẽ không bị nợ xấu. Nợ xấu là sao? Có nghĩa là chúng ta vay ngân hàng trả nợ chậm, hoặc là chúng ta sử dụng thẻ tín dụng. Có 5 cấp độ nợ xấu. Thứ nhất, cấp độ 1 là chúng ta nợ dưới 10 ngày và chúng ta có thể là xem xét xóa nợ này ngay được. Cấp độ thứ hai là chúng ta nợ
từ 10 ngày cho tới 30 ngày thì đây là cấp độ 2, thì trong vòng 12 tháng chúng ta mới xem xét xóa cái nợ này, nếu chúng ta đã trả hết nợ. Thứ ba là chúng ta sẽ bị nợ từ 30 ngày cho tới 90 ngày thì cái đấy là cấp độ này là gọi là cấp độ 3 rồi. Thì để xóa được cái nợ xấu nhóm 3 này thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 5 năm. Đó. Cấp độ 4 là chúng ta nợ từ 90 ngày tới 180 ngày. Và cấp độ nặng nhất chính là cấp độ 5. Chúng ta sẽ bị chúng ta nợ quá 180 ngày. Và từ nhóm 3 tới nhóm 5 này thì tới 5 năm chúng ta mới xóa nợ được, có nghĩa là chúng ta mới bị tẩy trắng khi mà bị đưa vào trong danh sách đen của ngân hàng. Lưu ý thứ hai, ngoài cái việc là không bị nợ xấu ra thì chúng ta là không nên vay quá nhiều. Tốt nhất là nên vay tầm 50% đổ lại thôi. Thứ ba là cái khả năng chi trả của mình, cái việc chứng minh thu nhập của mình nó phải dễ dàng để chứng minh. Thứ tư là chúng ta phải xem xét kỹ cái mức lãi suất vay sau ưu đãi là bao nhiêu, rồi cái phí phạt trả nợ trước hạn là bao nhiêu. Thứ năm nữa là những cái chi phí phát sinh trong cái việc vay ngân hàng, quanh cái việc vay ngân hàng, như là cái chi phí về bảo hiểm khoản vay, chi phí về bảo hiểm nhân thọ là bao nhiêu để mình không có bị bất ngờ, tại vì nó là những cái chi phí bắt buộc. Thứ sáu là chúng ta không nên là bù hồ sơ. Cái việc thu nhập của mình, xác minh thu nhập và khả năng chi trả của mình nó phải thực tế. Có thể là chúng ta sẽ khó chứng minh một tí, nhưng mà chúng ta có thể là hợp thức hóa nó, nhưng mà nó phải đúng với cái khả năng chi trả của mình. Chúng ta không nên bù hồ sơ để chúng ta được vay nhiều hơn, trong khi thực tế thì khả năng chi trả của mình nó lại không tới. Nó sẽ rất là rủi ro vì mình có thể là bị tịch biên cái tài sản đó. Rất là rủi ro, cho nên là chúng ta sẽ không phụ phép hồ sơ nhé. Thì trong bối cảnh thị trường hiện nay thì tất cả các ngân hàng thì đều đang rất là welcome cái việc khách hàng mình vay ngân hàng, tại vì họ cũng đang cần khách hàng mà. Cái thứ hai là cũng đang kích cầu về kinh tế, cho nên là có rất là nhiều cái chính sách hỗ trợ vay rất là tốt. Đôi khi nó sẽ được xem xét về những cái mức phí về bảo lãnh hoặc là phí bảo hiểm khoản vay, và linh động cho mình về cái tỷ lệ vay nó tốt hơn, và kể cả lãi suất đang rất tốt. Chúng ta có thể cân nhắc xem xét trong thời điểm này, nếu mà cái nguồn lực của mình đủ thì chúng ta có thể cân nhắc để mà mình vay ngân hàng. Đó. Thì nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy cho tôi một like nhé. Và có thể chia sẻ nó nếu như có ai đó đang cần biết những điều này. Và cảm ơn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.